Chào bạn Mai tình yêu đây. Hạnh phúc đó là gì ạ? Đó là thứ mà con người ta cần trong vô vàn những thứ vật chất phù phiếm của cuộc đời. Ai cũng cần vật chất, nhưng mà vật chất thì chỉ là một phần của cuộc sống. Cái mà họ cần thực ra là hai từ hạnh phúc, một hạnh phúc trọn vẹn mà thôi. Chúng ta thường hỏi nhau rằng con đường nào sẽ đi tới hạnh phúc. Chúng ta cũng luôn tìm kiếm và đi suốt những chặng đường dài để tìm tới cái gọi là hạnh phúc. Có bao giờ ta tự hỏi rằng hạnh phúc đang ở nơi đâu trên con đường đó? Ở giữa con đường, ở cuối con đường hay ở một nơi nào đó trên con đường đó? Hạnh phúc không xa vời, cũng không ở điểm cuối của con đường, mà hạnh phúc chính là con đường mà ta đi. Chúng ta luôn quan niệm rằng hạnh phúc ở phía trước, vì theo một ý nghĩ nào đó, hạnh phúc là ở tương lai. Hạnh phúc luôn xa vời, hay nói đúng hơn là hạnh phúc rất xa tầm tay. Nhưng không, hạnh phúc chính là hiện tại. Chưa lúc nào bạn hạnh phúc như bây giờ. Bởi vì thực sự bây giờ, nếu như bạn đang không hạnh phúc thì mãi mãi bạn sẽ không bao giờ tìm thấy được hạnh phúc nội tại. Cuộc sống của bạn luôn đầy rẫy những chông gai và thử thách. Nếu như cứ tìm kiếm đến cuối cuộc đời thì bạn sẽ tích nối rất nhiều. Tốt hơn hết là ngay bây giờ, bạn hãy tận hưởng hạnh phúc của chính mình. Đơn giản, một cậu bé 2 tuổi nói rằng hạnh phúc là khi con lớn lên và làm ra tiền. Đến khi lớn lên thì cậu bé lại bảo hạnh phúc là khi con có một gia đình. Rồi lại bảo hạnh phúc là khi con có một cậu con trai kháu khỉnh. Và suốt con đường đi, chưa bao giờ con người thỏa mãn với hiện tại. Chưa bao giờ con người chấp nhận dừng lại để cảm nhận được rằng mình đang rất hạnh phúc. Họ mệt nhoài với cuộc hành trình trên con đường tìm kiếm hạnh phúc. Và đến cuối cuộc đời, họ vẫn không tìm thấy cái gọi là hạnh phúc. Người xưa hay nói, mưu sự do nhân, hành sự do trời. Chỉ cần chúng ta cố gắng thì sẽ cảm nhận được hạnh phúc từ bên trong đó. Kết quả vốn không quan trọng, quá trình mới là điều quan trọng nhất. Người tu đạo cũng có câu, tùy kỳ tự nhiên, chỉ cần làm tốt thì mọi thứ đều sẽ đạt được một cách tự nhiên. Đối với người tu đạo mà nói thì chính quá trình phó xuất và buông bỏ tư tâm đó chính là một quá trình hạnh phúc. Hạnh phúc trước đây không hề rời xa chúng ta, chỉ cần chúng ta biết đủ, biết cho đi thì hạnh phúc sẽ ngay lập tức xuất hiện trước mắt. Thời thời khắc khắc đều luôn đi cùng với chúng ta. Hãy chia sẻ ngay clip này với những người cần nó, những con người đang tìm kiếm hạnh phúc.